Xin chào tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình và đừng quên bấm đăng ký kênh rồi bấm vào quả chuông để được cập nhật clip mới nhất. Mình dặn các bạn chỉ xem qua màn hình và nói theo khoảng 1 đến 2 lần cho nhớ cách nói của cặp câu tiếng Anh lẫn tiếng Việt. Rồi ngay lập tức các bạn bấm dừng video và tập nói liên tục khoảng 20 đến 30 lần cho thuộc nhuyễn. Sau đó bấm nút play video để nói theo tác giả vài lần nữa. Cứ như thế mà áp dụng đối với các cặp câu khác. Các bạn kiên trì tập luyện mỗi ngày một video và liên tục trong 3 ngày cùng video đó. Mình chắc chắn các bạn sẽ thành thạo nhanh thôi. Và bây giờ mời tất cả các bạn vào thực hành nhé. There is a woman in Martin's office. Có một phụ nữ trong văn phòng của Martin. There is a woman in Martin's office. Có một phụ nữ trong văn phòng của Martin. There is a woman in Martin's office. Có một phụ nữ trong văn phòng của Martin. There is a woman in Martin's office. Có một phụ nữ trong văn phòng của Martin. There is a woman in Martin's office. Có một phụ nữ trong văn phòng của Martin. She wants to see him. Cô ấy muốn gặp cậu ấy. She wants to see him. Cô ấy muốn gặp cậu ấy. She wants to see him. Cô ấy muốn gặp cậu ấy. She wants to see him. Cô ấy muốn gặp cậu ấy. She wants to see him. Cô ấy muốn gặp cậu ấy. She wants to see him. Cô ấy muốn gặp cậu ấy. I'd like to hear that again. Tôi muốn nghe điều đó lần nữa. I'd like to hear that again. Tôi muốn nghe điều đó lần nữa. I'd like to see, to hear that again. Tôi muốn nghe điều đó lần nữa. I'd like to hear that again. Tôi muốn nghe điều đó lần nữa. I'd like to hear that again. Tôi muốn nghe điều đó lần nữa. I'm looking for Mr. David Best. Tôi đang tìm kiếm ông David Best. I'm looking for Mr. David Best. Tôi đang tìm kiếm ông David Best. I'm looking for Mr. David Best. Tôi đang tìm kiếm ông David Best. I'm looking for Mr. David Best.
Tôi đang tìm kiếm ông David I'm looking for Mr. David Best. Tôi đang tìm kiếm ông David Best. Okay. And she says the number of the office. Được. Và cô ấy nói số của văn phòng đi. Okay. And she says the number of the office. Được. Và cô ấy nói số văn phòng đi. Okay. And she says the number of the office. Được. Và cô ấy nói số của văn phòng đi. Okay. And she says the number of the office. Được. Và cô ấy nói số của văn phòng đi. Okay. And she says the number of the office. Được. Và cô ấy nói số của văn phòng đi. Is this room 215? Đây là phòng 215 phải không? Is this room 215? Đây là phòng 215 phải không? Is this room 215? Đây là phòng 215 phải không? Is this room 215? Đây là phòng 215 phải không? Is this room 215? Đây là phòng 215 phải không? That's right. 215. Đúng đấy, 215. 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 That's right, 215. Đúng đấy, 215. This room costs 250,000 đồng per day. Phòng này đáng giá 250.000 đồng mỗi ngày. This room costs 250,000 đồng per day. Phòng này đáng giá 250.000 đồng mỗi ngày. This room costs 250,000 đồng per day. Phòng này đáng giá 250.000 đồng mỗi ngày. This room costs 250,000 đồng per day. Phòng này đáng giá 250.000 đồng mỗi ngày. Have you seen the address book? Bạn đã xem sổ danh bạ chưa? Have you seen the address book? Bạn đã xem sổ danh bạ chưa? Have you seen the address book? Bạn đã xem sổ danh bạ chưa? Have you seen the address book?
Bạn đã xem sổ danh bạ chưa? Have you seen the address book? Bạn đã xem sổ danh bạ chưa? I want a phone number. Tôi muốn một số điện thoại. I want a phone number. Tôi muốn một số điện thoại. I want phone number. Tôi muốn một số điện thoại. I want a phone number. Tôi muốn một số điện thoại. I want a phone number. Tôi muốn một số điện thoại. She usually keeps it here. Cô ấy thường xuyên giữ nó ở đây. She usually keeps it here. Cô ấy thường xuyên giữ nó ở đây. She usually keeps it here. Cô ấy thường xuyên giữ nó ở đây. She usually keeps it here. Cô ấy thường xuyên giữ nó ở đây. I just come in. There is no one here. Tôi vừa mới vào, không có ai ở đây cả. I just come in. There is no one here. Tôi vừa mới vào, không có ai ở đây cả. I just come in. There is no one here. Tôi vừa mới vào, không có ai ở đây cả. I just come in. There is no one here. Tôi vừa mới vào, không có ai ở đây cả. That's right. The strategy the way. Đúng đấy, thư ký đi khỏi. That's right. The strategy the way. Đúng đấy, thư ký đi khỏi rồi. That's right. The strategy the way. Đúng đấy, thư ký đi khỏi rồi. That's right. The secretary is away. Đúng đấy, thư ký đi khỏi rồi. That's right. The secretary is away. Đúng đấy, thư ký đi khỏi rồi. On vacation, just one piece of good news. Đang nghỉ phép, đó là một tin tốt lành. On vacation, just one piece of good news. Đang nghỉ phép, đó là một tin tốt lành. On vacation, just one piece of good news. Đang nghỉ phép, đó là một tin tốt lành. On vacation, just one piece of news. Đang nghỉ phép, đó là một tin tốt lành. On vacation, just one piece of good news. Đang nghỉ phép, đó là một tin tốt lành. Anyway, you are Mr. Martin Kim. Vậy ông là ông Martin Kim phải không? Anyway, you are Mr. Martin Kim.
Vậy ông là ông Martin Kim phải không? Anyway, you are Mr. Martin Kim. Vậy ông là ông Martin Kim phải không? Anyway, you are Mr. Martin Kim. Vậy ông là ông Martin Kim phải không? Anyway, you are Mr. Kim. Vậy ông là ông Martin Kim phải không? That's right. And are you the temporary secretary? Đúng đấy. Còn bạn là thư ký tạm thời phải không? That's right. And are you the temporary secretary? Đúng đấy. Còn bạn là thư ký tạm thời phải không? That's right. And are you the temporary secretary? Đúng đấy. Còn bạn là thư ký tạm thời phải không? That's right. And are you the temporary secretary? Đúng đấy. Còn bạn là thư ký tạm thời phải không? No, I am not. Không, tôi thì không phải. No, I am not. Không, tôi thì không phải. No, I am not. Không, tôi thì không phải. No, I am not. Không, tôi thì không phải. You're not. I'm sorry. Who are you? Bạn thì không phải ư? Tôi xin lỗi. Bạn là ai? You're not. I'm sorry. Who are you? Bạn thì không phải ư? Tôi xin lỗi. Bạn là ai vậy? You're not. I'm sorry. Who are you? Bạn thì không phải ư? Tôi xin lỗi. Bạn là ai vậy? You're not. I'm sorry. Who are you? Bạn thì không phải ư? Tôi xin lỗi. Bạn là ai vậy? My name is Wallace. Lee Wallace. Tên của tôi là Wallace, Lee Wallace. My name's Wallace, Lee Wallace. Tên của tôi là Wallace, Lee Wallace. My name's Wallace, Lee Wallace. Tên của tôi là Wallace. Lee Wallace. I'm sorry, I thought you were. Anyway, what can I do for you? Tôi xin lỗi. Tôi đang nghĩ bạn là dẫu sao tôi có thể làm gì cho bạn? I'm sorry, I thought you were. Anyway, what can I do for you? Tôi xin lỗi. Tôi đã nghĩ bạn đã là dẫu sao tôi có thể làm gì cho bạn? I'm sorry. I thought you were. Anyway, what can I do for you? Tôi xin lỗi. Tôi đã nghĩ bạn đã là dẫu sao tôi có thể làm gì cho bạn? I'm sorry. I thought you were. Anyway, what can I do for you? Tôi xin lỗi. Tôi đã nghĩ bạn đã là dẫu sao tôi có thể làm gì cho bạn?
Do you know about the project is Rurik? Bạn biết về dự án ở Zurich không? Do you know about the project in Zurich? Bạn biết về dự án ở Zurich không? Do you know about the project in Zurich? Bạn biết về dự án ở Zurich không? Do you know about the project in Zurich? Bạn biết về dự án ở Zurich không? Do you know about the project in Zurich? Bạn biết về dự án ở Zurich không? Do you know about the project in Zurich? Bạn biết về dự án ở Zurich không? Yes, a little. Why? Vâng, một chút. Tại sao? Yes, a little. Why? Vâng, một chút. Tại sao? Yes, a little. Why? Vâng, một chút. Tại sao? Yes, a little. Why? Vâng, một chút thôi. Tại sao? Yes, a little. Why? Vâng, một chút thôi. Tại sao? What do you mean? Bạn ý muốn nói gì? What do you mean? Bạn ý muốn nói gì? What do you mean? Bạn ý muốn nói gì? What do you mean? Bạn ý muốn nói gì? What do you mean? Bạn ý muốn nói gì? Well, never move your office. À, họ đã chuyển văn phòng của bạn rồi. Well, they've moved your office. À, họ đã dọn văn phòng của bạn rồi. Well, they've moved your office. À, họ đã dọn văn phòng của bạn rồi. Well, they've moved your office. À, họ đã dọn văn phòng của bạn rồi. There was a man moving everything. Đã có một người đàn ông đã dọn mọi thứ. There was a man moving everything. Đã có một người đàn ông đã dọn mọi thứ rồi. There was a man moving everything. Đã có một người đàn ông dọn mọi thứ ra. There was a man moving everything. Đã có một người đàn ông dọn mọi thứ ra. There was a man moving everything. Đã có một người đàn ông dọn mọi thứ đi rồi. Excuse me. Yes. Yes, speaking. Oh, Larry. Xin lỗi, gì thế? Vâng, ai đang nói đó? Oh, Larry.
Excuse me. Yes. Yes. Speaking. Oh, Larry. Xin lỗi. Gì thế? Vâng. Ai đang nói đó? Oh, Larry. Excuse me. Yes. Yes. Speaking. Oh, Larry. Xin lỗi. Gì thế? Vâng. Ai đang nói đó? Oh, Larry. Excuse me. Yes. Yes. Speaking. Oh, Larry. Xin lỗi. Gì thế? Vâng. Ai đang nói đó? Oh, Larry. Search for number. I've got it here. Số điện thoại đó. Tôi đã có nó ở đây rồi. That phone number. I've got it here. Số điện thoại đó. Tôi đã có nó ở đây rồi. That phone number. I've got it here. Số điện thoại đó. Tôi đã có nó ở đây rồi. That phone number. I've got it here. Số điện thoại đó, tôi đã có nó ở đây rồi. The English speaks rather fast for me. Người Anh nói khá nhanh đối với tôi. The English speaks rather fast for me. Người Anh nói khá nhanh đối với tôi. The English speaks rather fast for me. Người Anh nói khá nhanh đối với tôi. The English speaks rather fast for me. Người Anh nói khá nhanh đối với tôi. The English speaks rather fast for me. Người Anh nói khá nhanh đối với tôi. I need a lot more time to hear what they are saying. Tôi cần nhiều thời gian hơn để nghe cái gì họ đang nói. I need a lot more time to hear what they are saying. Tôi cần nhiều thời gian hơn để nghe cái gì họ đang nói. I need a lot more time to hear what they are saying. Tôi cần nhiều thời gian hơn để nghe cái gì họ đang nói. I need a lot more time to hear what they are saying. Tôi cần nhiều thời gian hơn để nghe cái gì họ đang nói. I can't understand you. You speak too quickly. Tôi không thể hiểu bạn. Bạn nói quá nhanh. I can't understand you. You speak too quickly. Tôi không thể hiểu bạn. Bạn nói quá nhanh. I can't understand you. You speak too quickly. Tôi không thể hiểu bạn. Bạn nói quá nhanh. I can't understand you. You speak too quickly. Tôi không thể hiểu bạn. Bạn nói quá nhanh. I speak at more normal speed. Tôi chỉ nói ở tốc độ thường thôi mà. I speak at normal speed. Tôi nói ở tốc độ bình thường mà. I speak at normal speed. Tôi nói ở tốc độ bình thường mà.
I speak as normal speak. Tôi nói ở tốc độ thường mà. I speak as normal speak. Tôi nói ở tốc độ thường mà. I speak my language as you speak English. Tôi nói ngôn ngữ của tôi như bạn nói tiếng Anh mà. I speak my language as you speak English. Tôi nói ngôn ngữ của tôi như bạn nói tiếng Anh mà. I speak my language as you speak English. Tôi nói ngôn ngữ của tôi như bạn nói tiếng Anh mà. I speak my language as you speak English. Tôi nói ngôn ngữ của tôi như bạn nói tiếng Anh mà. How many hours of practice have you had in your own language? Bạn đã có bao nhiêu giờ thực hành trong chính ngôn ngữ của bạn? How many hours of practice have you had in your own language? Bạn đã có bao nhiêu giờ thực hành trong chính ngôn ngữ của bạn? How many hours of practice have you had in your own language? Bạn đã có bao nhiêu giờ thực hành trong chính ngôn ngữ của bạn? How many hours of practice have you had in your own language? Bạn đã có bao nhiêu giờ thực hành trong chính ngôn ngữ của bạn? Oh, I don't know. Years in hours. Hundreds, thousands of hours. Oh, tôi không biết. Hàng năm, trong hàng giờ, hàng trăm, hàng ngàn giờ. Oh, I don't know. Years, in hours, hundreds, thousands of hours. Oh, tôi không biết. Hàng năm, trong hàng giờ, hàng trăm, hàng ngàn giờ. Oh, I don't know. Years, in hours, hundreds, thousands of hours. Oh, tôi không biết. Hàng năm, trong hàng giờ, hàng trăm, hàng ngàn giờ. So you understand it now? It's easy now. Vì thế bạn hiểu nó bây giờ, nó thì dễ bây giờ. So you understand it now? It's easy now. Vì thế bạn hiểu nó bây giờ, nó thì dễ bây giờ. So you understand it you. It's easy now. Vì thế bạn hiểu nó bây giờ, nó thì dễ bây giờ. So you understand it now. It's easy now. Vì thế bạn hiểu nó bây giờ, nó thì dễ bây giờ. So you understand it now. It's easy now. Vì thế bạn hiểu nó bây giờ, nó thì dễ bây giờ. You practice listening for hundreds or thousands of hours. Bạn đã thực tập việc lắng nghe cho hàng trăm hoặc hàng ngàn giờ rồi.
You practice listening for hundreds or thousands of hours. Bạn đã thực tập việc lắng nghe cho hàng trăm hay hàng ngàn giờ rồi. You practice listening for hundreds or thousands of hours. Bạn đã thực hành việc lắng nghe cho hàng trăm hoặc hàng ngàn giờ rồi. You practice listening for hundreds or thousands of hours. Bạn đã thực hành việc lắng nghe cho hàng trăm hoặc hàng ngàn giờ rồi. Now you must practice listening in the new language, also for many hours. Bây giờ bạn phải thực hành việc lắng nghe trong ngôn ngữ mới, cũng cho nhiều giờ. Now you must practice listening in the new language, also for many hours. Bây giờ bạn phải thực hành việc lắng nghe trong ngôn ngữ mới, cũng cho nhiều giờ. Now you must practice listening in the new language, also for many hours. Bây giờ bạn phải thực hành việc lắng nghe trong ngôn ngữ mới, cũng cho nhiều giờ. Now you must practice listening in the new language, also for many hours. Bây giờ bạn phải thực hành việc lắng nghe cho trong ngôn ngữ mới, cũng cho nhiều giờ. I'll be an old man. Tôi sẽ là một ông già mất. I'll be an old man. Tôi sẽ là một ông già mất. I'll be an old man. Tôi sẽ là một ông già mất. I'll be an old man. Tôi sẽ là một ông già mất. Maybe at first you cannot understand many words. Có lẽ trước tiên bạn không thể hiểu nhiều từ. Maybe at first you can't understand many words. Có lẽ trước tiên bạn không thể hiểu nhiều từ. Maybe at first you can't understand many words. Có lẽ trước tiên bạn không thể hiểu nhiều từ được. Maybe at first you can't understand many words. Có lẽ trước tiên bạn không thể hiểu nhiều từ được. You cannot even hear some in them. Thậm chí bạn không thể nghe vài từ trong chúng. You cannot even hear some in them. Thậm chí bạn không thể nghe vài từ trong chúng. You can't even hear some in them. Thậm chí bạn không thể nghe vài từ trong chúng. You can't even hear some in them. Thậm chí bạn không thể nghe vài từ trong chúng. It's just a noise. Don't worry, though. Nó chỉ là một tiếng ồn. Đừng lo lắng. Thật vậy. It's just a noise. Don't worry, though. Nó chỉ là một tiếng ồn. Đừng lo lắng.
Thật vậy. It's just a noise. Don't worry, Joe. Nó chỉ là một tiếng ồn. Đừng lo lắng. Thật vậy. It's just a noise. Don't worry, Joe. Nó chỉ là một tiếng ồn. Đừng lo lắng. Thật vậy. Just listen. Just practice listening. Chỉ lắng nghe. Chỉ luyện nghe mà thôi. Just listen. Just practice listening. Chỉ lắng nghe. Chỉ luyện nghe mà thôi. Just listen. Just practice listening. Chỉ lắng nghe. Chỉ luyện nghe mà thôi. Just listen. Just practice listening. Chỉ lắng nghe. Chỉ luyện nghe mà thôi. Forget the words. Just try to listen for general sense. Hãy quên các từ đi. Chỉ cố lắng nghe cho nghĩa chung. Forget the words. Just try to listen for the general sense. Hãy quên các từ đi. Chỉ cố lắng nghe cho nghĩa chung thôi. Forget the words. Just try to listen for the general sense. Hãy quên các từ đi. Chỉ cố lắng nghe cho nghĩa chung thôi. Forget the words. Just try to listen for general sense. Hãy quên các từ đi. Chỉ cố gắng lắng nghe cho nghĩa chung thôi mà. Try to hear the general theme. Cố gắng lắng nghe chủ đề chung. Try to hear the general theme. Cố lắng nghe chủ đề chung. Try to hear the general theme. Cố lắng nghe chủ đề chung. Try to hear the general theme. Cố gắng lắng nghe chủ đề chung. Try to hear the general theme. Cố gắng lắng nghe chủ đề chung. Like everything, it comes with practice. Như mọi thứ, nó đến với sự thực hành. Like everything, it comes with practice. Như mọi thứ, nó đến với sự thực hành. Like everything, it comes with practice. Như mọi thứ, nó đến với sự thực hành. Like everything, it comes with practice. Như mọi thứ, nó đến với sự thực hành. Like everything, it comes with practice. Như mọi thứ, nó đến với sự thực hành. I hope so. Just practice. Tôi hy vọng vậy. Chỉ thực hành thôi. I hope so. Just practice. Tôi hy vọng vậy. Chỉ thực hành thôi. I hope so. Just practice. Tôi hy vọng vậy. Chỉ thực hành thôi. I hope so. Just practice. Tôi hy vọng vậy. Chỉ thực hành thôi. I hope so. Just practice.
Tôi hy vọng vậy, chỉ thực hành thôi. Now, a girl called Lee Wallace was in Martin Kemp's office. Lúc bấy giờ, một cô gái tên Lee Wallace đã ở trong văn phòng của Martin Kemp. Now, a girl called Lee Wallace was in Martin Kemp's office. Lúc bấy giờ, một cô gái tên Lee Wallace đã ở trong văn phòng của Martin Kemp. Now, a girl called Lee Wallace was in Martin Kemp's office. Lúc bấy giờ, một cô gái tên Lee Wallace đã ở trong văn phòng của Martin Kemp. Now, a girl called Lee Wallace was in Martin Kemp's office. Lúc bấy giờ, một cô gái tên Lee Wallace đã ở trong văn phòng của Martin Kemp. Do you remember? Martin was talking on the phone. Bạn nhớ không? Martin đang nói chuyện trên điện thoại. Do you remember? Martin was talking on the phone. Bạn nhớ không? Martin đang nói chuyện trên điện thoại. Do you remember? Martin was talking on the phone. Bạn nhớ không? Martin đang nói chuyện trên điện thoại. Do you remember? Martin was talking on the phone. Bạn nhớ không? Martin đang nói chuyện trên điện thoại. Try one of them. Hãy thử một trong số chúng. Try one of them. Hãy thử một trong số chúng. Try one of them. Hãy thử một trong số chúng. Try one of them. Hãy thử một trong số chúng. Okay, Larry. Fine. Bye. Sorry about that. Được rồi, Larry. Tốt. Tạm biệt. Xin lỗi về điều đó. Okay, Larry. Fine. Bye. Sorry about that. Được rồi, Larry. Tốt. Tạm biệt. Xin lỗi về điều đó nhé. Okay, Larry. Fine. Bye. Sorry about that. Được rồi, Larry à. Tốt. Tạm biệt nhé. Xin lỗi về điều đó. Okay, Larry. Fine. Bye. Sorry about that. Được rồi, Larry à. Tốt. Tạm biệt nhé. Xin lỗi về điều đó. Let's go into my office. Chúng ta hãy đi vào văn phòng của tôi nhé. Let's go into my office. Chúng ta hãy đi vào văn phòng của tôi nhé. Let's go into my office. Chúng ta hãy đi vào văn phòng của tôi nhé. Let's go into my office. Chúng ta hãy đi vào văn phòng của tôi nhé. Let's go into my office. Chúng ta hãy đi vào văn phòng của tôi nhé. Like a hell cat.